Á hậu Phương Nhi phủ nhận bỏ học để thi Hoa hậu quốc tế 2023. Phía đại diện của Á hậu Phương Nhi đã lên tiếng bác bỏ tin đồn cô nàng bỏ học sau khi giành ngôi vị Á hậu hai Miss World Việt Nam 2022. Chiều ngày 23 tháng 5, sự kiện công bố đại diện Việt Nam tham gia Miss International 2023, Hoa hậu quốc tế đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, Á hậu Phương Nhi đã vô cùng xúc động khi được trao sash và hoa, trở thành đại diện Việt Nam lên đường chinh chiến tại Miss International. Đồng thời, Phương Nhi cho biết bản thân sẽ cố gắng hết mình để chinh phục danh hiệu cao quý ở cuộc thi nhan sắc này. Ngoài ra, phía đại diện của Á hậu Phương Nhi cũng lên tiếng bác bỏ tin đồn cô nàng đã bỏ học sau khi giành ngôi vị Á hậu hai Miss World Việt Nam 2022. Theo đó, bà Phạm Kim Dung, đại diện công ty quản lý Phương Nhi cho biết thời điểm tham gia Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, cô đang học năm 2 chuyên ngành luật thương mại quốc tế của Đại học Luật Hà Nội. Phương Nhi và gia đình đã xin bảo lưu kết quả học tập 1 năm để dành toàn thời gian cho cuộc thi. Sắp tới, cô nàng sẽ xin bảo lưu kết quả học tập thêm 6 tháng để tham gia Miss International 2023 tại Nhật Bản. Sau khi cuộc thi kết thúc vào tháng 10, dự kiến người đẹp sinh năm 2000 sẽ trở lại trường tiếp tục việc học. Việc bảo lưu kết quả học tập là quá trình bàn bạc giữa gia đình, công ty quản lý và bản thân Nhi. Chúng tôi thấy rằng việc Nhi bảo lưu kết quả học tập để hoàn thiện các kỹ năng, chuẩn bị tốt nhất khi tham gia cuộc thi quốc tế là hợp lý. Sau khi Nhi giành ngôi vị Á hậu, có nhiều điều tốt đẹp đã đến với sự nghiệp của Nhi. Mọi thứ đang đi đúng quỹ đạo mà chúng tôi vạch ra. Kết thúc cuộc thi quốc tế, Nhi sẽ trở lại trường, bà Dung nói. Trước khi bảo lưu kết quả học tập, Phương Nhi được nhận xét là sinh viên năng nổ, tham gia nhiều hoạt động cộng đồng như dự án khuyến học Đom Đóm, Talk Show TED, là thành viên ban truyền thông, kỹ thuật câu lạc bộ tổ chức sự kiện trường Đại học Luật Hà Nội. Người đẹp có tài hùng biện tiếng Anh, khi còn là nữ sinh trường Trung học Phổ thông Hàm Rồng, Thanh Hóa, cô nhiều năm nằm trong đội tuyển học sinh giỏi môn tiếng Anh. Hiện tại, Phương Nhi đang nhận được rất nhiều tình cảm và sự mến mộ của công chúng. Cô còn được ưu ái gọi với danh xưng thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới bởi nhan sắc ngọt ngào, trong sáng đầy thiện cảm.